rồi à, đầu câu trần tiến xin chào tất cả quý anh em mình đến với kênh đầu câu của em nha như nhau quý anh em thì hôm nay thì tất cả anh em 25 cái mã cần câu anh em à 25 cái mã cần câu nha thì ở đây tất cả đều em bán đo anh em ở đây đều em free ship cho anh em luôn anh em không cần lăn tăng cái vụ tiền cước tiền non nhớ anh em mà tiền cước bên em sẽ, sẽ chi trả toàn bộ cho anh em nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền anh em chỉ thanh toán tiền cần là ok nha anh em anh em chỉ cần thanh toán tiền cần thôi còn điện chuyển thì bên em sẽ lo đó thì anh em ra nhận thì kiểm tra mở hàng đúng hàng kiểm tra anh, anh em thanh toán anh em đó anh em anh em xem kỹ giùm em cái mã số cần câu anh em tại em bán cái hàng này á, thì cần em rất là nhiều anh em mà anh em xem kỹ cái mã anh em cho em mã chốt nha tại vì nói chung là nhiều anh em thì nói chung là coi lẹ quá đó thì chưa tới cái phần mã của em thì gọi cho em thì anh em miêu tả cái cần thì em cũng muốn biết cái cần nó cần gì luôn tại hàng em rất là nhiều anh em cứ cho em đúng cái mã số đúng cái mã số đúng cái ngày em đăng là được đó là hai cái đó thôi là rất là quan trọng anh em là nó phụ thuộc vào cái cái em giao đúng hàng cho anh em không là cái đó anh em mã số với lại cái ngày em đăng video đó anh em nào xem thì cứ nếu mà thích cái nào thì cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại 0567 566 766 hoặc là 0588 887 889 đó hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha anh em Zalo của em 0567 566 766 anh em ạ à. gửi thêm em cây cây cần đầu tiên nhé anh em nào có xem mà yêu quý em á thì anh em cho em xin một cái like nè một cái like để nói chung là cho em thấy nhiều anh em xem yêu quý em anh em đó thấy xem nhiều nha rồi cái đầu tiên cái này là một cây cần mã của nó là 831 anh em mà cây nào cây cần Shimano bát quanh nha bát quanh mắt in Korea nè lua của nó là ta 7 đến 21 gram, lực của nó là 8 đến 20 lb nè bát này là bát hãng anh em bát hãng Shimano khoan khoan Fuji nha khoan Fuji cần nguyên bản chưa hư chưa gãy chưa sửa chữa anh em à cần rất là đẹp nha rồi cây này mặt số 831 nè, nặng 97 g, ngọn 1 đi 9 cốc 8,4 anh em. 831 này bán cho anh em là 580 000 nha. 580 000 cho một cây cần lua mấy ngang anh em ạ, lua mấy ngang cây lua lóc nha. Chất liệu cần là carbon. Rồi, tới cây tiếp theo cây này là mã số 832 anh em ạ, cây này cây carbon nha, hãng NFT bao lớp anh em. Cây này là độ cứng 1 3,3 nè, cây này ISO khang nhỏ nha, lóng lỡ anh em, lóng nói chung lỡ ngắn không ngắn mà dài cũng không dài à, bát Fuji khoan Fuji carbon hai da sống ít anh em Sống vòng Sống hai da anh em mà đây khoan Fuji đây carbon sống hai da rất đẹp anh em mới nói chung là cần rất là mới nha ngọn mềm đồ cứng mọc thì ngọn mềm anh em à cây này còn rất là mới anh em mà rồi cây này mã số cần nó là 832 nè nặng 107 gram ngọn một ly góc 19 nha 832 này bán cho anh em 800 000 832 giá 800 nha anh em Cây này có nắp đầy đủ Rồi cái 833 này cần hai khúc anh em à Khoan Buzi chất liệu cần carbon nha Bát nó bát Buzi nè Có đóng chữ Shimano đây luôn Cây hãng Shimano nha anh em Cây này mã số 833 nè Đầu cứng 30 và 2 m thôi cái này thì nó có cái 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 bằng giải này, hãng Shimano nè em để cho anh em nè nó có một hai cái đủ luôn em <laughs> anh em nào mà cần mua cái này nó bán một cặp này không nó bán cả trăm ngàn đó, anh em cặp này nè cặp này bán cả trăm á chứ không phải rẻ tại vì cái nó là hãng chính hãng Shimano nha, chứ không phải là cái loại loại Việt Nam hay loại China nó mai anh em à đó, khoan Fuji bát Fuji chất liệu cần là carbon đó nó có hai cái hai cái bóc này sẵn của zin của cần nè rồi cây này mã số nó 833 anh em à nặng 230 223 g ngọn 2 ly góc 11,6 nha 833 giá 650 833 giá 650 ngàn anh em 834, cái 834 cây này cây cần lua máy đứng nè khoan Fuji chất liệu cần carbon nè bát nó Fuji luôn nè bát Fuji khoan Fuji nha cần chất liệu carbon rất là đẹp mới cây này dài 1m8 thôi độ cứng ML nè cái máy in China anh em hàng Trung Quốc xuất nhập ở LA gì đây nè ML thì luôn tầm khoảng 16 gam quay đầu thôi anh em luôn tầm khoảng 16 gam quay đầu đó một cây luôn máy đứng nha lua máy đứng lua lóc nha anh em rồi cái này mã số nó 834 anh em à nặng 105 g ngọn 2 ly 2 góc 7,7 nha 834 ngày bán cho anh em 500 ngàn em bao ship toàn quốc cho anh em nha em bao ship toàn quốc anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho em tới 835 này cây cần lua nè lua lua lóng dài nha cây này mất nắp đít mức nắp đít nè đó anh em nào lấy thì nói chung là em không có hứa anh em có nắp đít nha tại nói chung là mấy cái này không có em mới không gắn anh em nào lấy thì nếu mà em coi sọn ra có thì em gắn vô cho anh em luôn em tặng anh em còn không có thì nói chung anh em thông cảm nha cái này em sẽ bán giá theo kiểu mức đích cho anh em là bớt anh em 50 ngàn là đã bớt trong giá rồi nha chứ không phải là ghi giá rồi bớt xuống bớt trong giá em bán rồi bát Fuji nè khoan Fuji nha anh em đó chất liệu cần carbon nè cần rất là mới nè cần rất mới nha. cần đẹp lắm mới tin nè cần rất là mới cây này cây cần sát sóc tơ nè cây này lưu rền nha lưu rền lưu lóc vẫn được nè và 2 mét 7 hãng SZM nè lực của nó 8 đến 20 lb màu ở đâu 7 đến 21 gram nha dài 2 mét 7 rồi cái này mã số nó 835 anh em mà nặng 206 gram ngọn 1 đi 8 gấp 15 6 nha 835 này bán 650 835 này bán cho anh em 650 nè cái 836 này cái cấm gốc anh em cây này nói chung là em đăng hai ba lần rồi nói chung là em bán nói chung là nó bán không được anh em em bây giờ em bớt giá cho anh em luôn cái này em bán triệu 2 nè bây giờ em bán giá lỡ giá giá lỗ này bán cho anh em triệu đây cây này nếu tính ra bao ship nữa thì cái này em lỗ khoảng 50 60 ngàn anh em nhưng mà nói chung bán thanh lý cho anh em nè khoan Fuji nè bát Fuji nè cấm góc kè dứt nhanh em dứt nha mấy cây này anh em luôn nếu mà nó đẹp mà đẹp đó, thì nó nó vô cái hàng sách tay anh em sách tay sách chân thì nọ thì nói chung cái giá nó mấy mấy anh sách tay chân nghĩa là rất là cao nha tại không phải là mấy ảnh bán muốn bán cao nè tại mua từ bên đó đã cao rồi đó, sách về nữa tiền cước tiền nâu này nọ nữa em à rồi, cây này là sách shopee đây đó, hãng của nó là hãng uh, xin gì nè lực của nó là 12 đến 30 lb là dài 2 mét mốt anh em lua của nó 1 đến 6 oz nha 1 oz tương đương với 28 g anh em anh em lấy cứ lấy 28 nhân cho 6 là ra tôi là ra cái cái lua mát của nó anh em đó lua mát nó cũng là lưu cũng được anh em rồi đây nguyên bản nha chưa hư chưa gãy chưa sửa chữa nhưng cây này nó nói chung nó còn đẹp khoảng 80 phần trăm thôi nguyên bản 836 đây mà nặng 291 gram ngọn hai ly rưỡi góc 8,3 nè cái góc em đó đây nha cái góc làm đo ngay cái chữ đây nè đây nè chứ không phải đo cái cán này đâu cái cán này nó bự hơn ok cho anh em em đo góc ngay chỗ này nè ở cán này chắc chắn nó sẽ bự hơn rồi cái cán gốc nó khác còn cái cán cái cán cái cán mà cần nó khác nha cái này giá 836 này bán 1 triệu 2 giờ em bớt cho anh em còn 1 triệu thôi 836 một triệu nha cái 837 nè 837 này cây cần Akada và mét 8 là hãng Suzumi carbon 2 da xoắn nè đó khoan Fuji nha anh em khoan Fuji nè bát Fuji nè khoan Fuji bát Fuji ừ, cho anh em xem luôn cái ngõ nằm trong lòng ống nha cần đẹp lắm nè cây này mới cây này ai cả đa nha ngọn là ngọn tháp sợi tinh anh em mà cái này không phải ngọn tháp ngọn tháp của mấy cây cần khác anh em là nó tháp lại cho nó quấn chỉ lại ok cho anh em đó à, còn cái ngọn tháp cái này là nó cái ngọn sợi tinh nó tháp cho luôn nè rút ra vẫn được nè em thấy không rút ra được nha nguyên bản của cần anh em chứ không phải bị lỗi đâu nguyên bản của cần còn anh em muốn câu gắn lại thôi đó à, đánh mạnh vô cứ ngắt luôn nguyên bản anh em cái mấy cái cần khác thì ngọn tháp của nó thì nó gắn vô vậy nên anh em xong rồi nó sẽ quấn chỉ lại đi nó để một cái khoen ở đây cho nó đẹp thẩm mỹ đó còn cái cây này nó không vậy luôn nó cứ cắm vô luôn nhưng mà nó cũng rất là ngon cây này đánh ngon SSM carbon hai da xoắn chất liệu carbon dài 1 mét tám thôi ngọn mềm agada thì ngọn mềm anh mà. rồi cây này dành cho anh em câu cá hanh cá cháp cá giò cá nâu nha 837 nè nặng 99g ngọn 1 đi mốt gốc của nó là 12 thôi 837 này bán cho anh em 700 837 này bán cho anh em 700 ngàn nha Cái 838 mà cây cần cắm một cây cần một khúc nè Cây này đúng của nó là cắm gốc nè anh em Cây này cắn gỗ Đúng của nó cắm gốc nhưng mà cái gốc này anh em ừ. rút ra rút cái gốc ra không được em Nó rất là cứng Dạng như là lâu nó bên Nhật tụi nó chơi lâu năm quá Rồi nó bị tan ở trong dính cứng ngắt ở trong luôn Giờ lấy không được Bây giờ chị anh em chỉ để cho chơi một khúc thôi Khoan vuji nè khoan Fuji Six nha anh em Fuji Six biển nè cần nói chung là còn tương đối đẹp thôi chứ không phải là đẹp xuất sắc đâu cần là tương đối đẹp anh em mà. cái cán này rất là nặng tại nó chất liệu đây gỗ nè nó đóng gỗ nè còn ở trên nó carbon à, bát Fuji khoan Fuji Six cần ok anh em dài cây này là một mét rưỡi thôi dài mét rưỡi thôi độ cứng 60 80 anh em mà. dài mét rưỡi mắt in sa băng nha mắt in sa cần nội địa của Nhật luôn anh em rồi cây này mã số của nó là 838 anh em nặng 614 g ngọn 3 ly tư gốc của nó 12,2 nha 838 giá 800 ngàn rồi tới 839 nè 839 thì cần ai một cái cần ai nè ai dài 3m3 nha dài 3m3 hãng Nissin nha mà ai dài anh em anh em thường chơi nó ai ngắn còn này ai dài ừ, khoan Fuji nè khoan Fuji uh, sheet luôn nha anh em ừ, ngọn này cần rất là đẹp mới mới lắm nha nè ừ. đưa vô chút cần đẹp lắm mới tin nè à. cần con này còn đẹp khoảng 90% trăm đó khoan bát hoàn thiện nha không lỗi không hư cái khoan nào luôn cái này mã số 839 nha anh em nặng 95 g ngọn 0,9 ly gốc 18,2 839 này giá 550 839 này bán cho anh em 550 ngàn nha cần rất đẹp đây rồi tới 840 nè một cái cán giọt anh em mà chất liệu cán nó là carbon nha cán này dài 5m4 thôi ừ. rang ốc 12 nha nè rang ốc 12 cán đẹp lắm mới chát à ừ. mới mới tình đó mấy cây này anh em về thì anh em về gắn cái đầu vô cái là gắn cái cái khung lưới vô chơi thôi 840 nha anh em nặng 536 gam ngọn của nó đầu ngọn này đây anh em đầu ngọn đó đây nha là 14,5 ly nha anh em gốc của 26,5 840 giá 400 đây. 840 bán cho anh em 400 000 em bao xếp toàn quốc cho anh em cái 841 này cần một khúc anh em à bát Fuji nè cây này dài của nó 1m3 độ cứng 101 anh em dài mét 3 độ cứng 101 cần rất là cứng khoan Fuji bát tu chất liệu cần nó carbon nha chất liệu cần carbon cần nói chung là nó còn còn đẹp anh em cây này còn đẹp khoảng 80 phần trăm cây này anh em về đánh vệ sinh đánh mấy cái cán xốp này nó nó đen lại nè lấy xà bông nó đánh mạnh lên là nó ra dơ nó sẽ đen lại cán xốp thôi là nhìn cái cần nó nó sáng lên liền giờ cán xốp của nó nhìn nó hơi dơ dơ nên nó cái cái ngoại hình của nó nhìn nó hơi cũ thực chất nó cây này anh em về trà vệ sinh sạch sẽ đẹp lắm nha cái này mã số 841 anh em mà nặng 242 g ngọn 3 ly 7 góc 13,7 841 giá 450 nha 450 000 một cây cần một khúc đầu cứng 101 dài 1,3 m 3 tới 842 là cây cần lua máy đứng đây nè bát hãng khoan hãng chất liệu cần là carbon nha bát hãng khoan hãng ừ. <laughs> Rồi cây này hãng đồ marine, anh em Dài 2m4 thôi Eri của nó là 2 đến 3 5 Bia lực của nó là 0.6 đến 1.2 anh em Cây này nói chung là lua được câu mực Cây này đúng của nó là chiên đánh mực anh em Chiên câu mực thôi Nhưng mà anh em, anh em lua vẫn được nha Lua vẫn được tại khoen của nó thì nói chung cũng hơi to Cũng ok lua vẫn ngon anh em Chứ không đến nỗi nhỏ Dài 2m4 Cây này nếu mà lua thì tầm khoảng 20g quay đầu thôi 18-20g quay đầu thôi cần thì rất là đẹp nè. Mới. Rồi, Cái này mã số 842 nha anh em, nặng 189 g, ngọn 0, 0 8 ly. Ngọn nhỏ ta. Ừ, cái ngọn này 0.8 vậy cái ngọn này chắc ly á anh em, ngọn này 1 ly chứ không phải 0.8, đâu. ngọn này cũng to chứ. Ừ, nói chung là từ 0.8 đến ly. Này chắc giờ em nó đo sai, này đúng chắc cỡ 1 ly, ngọn 1 ly. Cái này mã số của nó 842 anh em, gốc của nó 86, gốc nằm đây nha đó đây 8,6 ly nè 842 giá 450 thôi 450 000 em bao ship toàn quốc luôn đây 843 là cây cần ISO khoan lớn nè Ê, ISO khoan nhỏ nè khoan của nó là khoan vui xích nha nguyên một dàn khoan vui xích nè cây này đầu cứng 1.5 5m3 thôi cây này hãng của nó là hãng Ryobi Ruby em hãng Ryobi thông số max in thì không thấy đỡ em mà đây đây. cái này này cái này mắt in Korea nha hàng Korea xuất nhật độ cứng 1.5 5m3 nè nắp đít ở đây thì nó nó làm cái gì anh em nó bị dạng như là ở trong anh em đúng không? Có nó có cái nắp ở ngoài nữa nhưng mà lâu năm quá nó bị một cái miếng nhựa cái nắp anh em nó bị rớt cái miếng cao su dưới luôn và nó cái đít nằm ở trong nè, nhưng mà anh em lấy ra vẫn được anh em anh em lấy ra được nha anh em lấy cái cây nại nại ra nè em mới thọc vô cái nó thọc vô một chút rồi nè đó. Đó, lấy cái này em vỡ xuống nó ra ra lại này, anh em không đọc vô nè dặn nói chung dặn lấy lấy này ra được anh em nhưng mà anh em khỏi lấy để vậy anh em câu luôn anh em mà còn anh em nào có đích thai thì cứ tháo ra mình thay đích khác vô quy một dàn khoan vui xích nha quy một dàn khoan vui xích nè ừ. quy dàn khoan vui xích luôn để em coi đây. cây này như có gãy chút xíu ngọn anh em để chút xíu này nó ra ngọn nó gắn lại nè nhìn nó quay nó gắn keo rất là nham nhở nè nhìn không có được thẩm mỹ anh em thấy rõ không? nhưng mà không sao nha bình thường thôi nó chỉ dán keo nó hơi xấu xấu ở trong phần ở lòng lõi trong anh em còn hoại bình thường đó cần nói chung cây này rất là đẹp nha Ủa. cần rất đẹp phôi đẹp nói chung là hàng bãi chắc chắn nó sẽ có những cái dấu chày rồi anh em nhưng mà nói chung là chày nó chấp nhận được anh em cái chỗ này nó dính sơn à. anh em về chùi nó ra lấy aceton chùi tay ta chùi nó ra chứ không phải là hàng bãi là nó, nó đẹp nó đẹp xuất sắc đó, anh em nó vẫn có chày nhưng mà nó chày đáng không đáng cãi đâu cần rất đẹp nè nói chung cây này ok đẹp đó, anh em ừ, ok chưa rồi cây này mã số của nó là 843 nha nặng 212 gram ngọn 1 ly tư góc 18,3 843 giá 1 triệu anh em bát Fuji, khoan bu nha anh em 843 này bán cho anh em 1 triệu thôi cây này là hàng hệ anh em chứ không phải hàng rẻ tiền đâu cây này không bị mất nó không bị hư cái cái đít nó là cây này nó không bị hư đít gì hư cái cái ngọn mà nó làm lại đó, nè làm lại nói chung cây này gãy ít ngọn thôi gãy chắc cỡ hai ba sen ngọn thôi chứ không gãy nhiều đâu nhưng mà nó gãy như vậy cũng mất cái giá trị cây cần mất mấy trăm ngàn đó nè cây này nếu mà nó còn nguyên hết thì nó rơi vào khoảng chắc cũng khoảng triệu tám triệu tám nha cây này thì giờ bán anh em chịu à tám bốn ba 843 1 triệu nha rồi thì 844 là anh em cây ISO khang nhỏ luôn độ cứng 254 5 4 nha hãng Shimano cây này là made in Singapore nè mà bát bass uh, FS6 nha cần rất đẹp Shimano khoang Fuji bát Fuji nè mà ừ, khoang Fuji bát Fuji nha Nói chung là khoang bát hoàn thiện anh em giờ anh em gì câu thôi cần nói chung có chày nè nên thấy rõ nè nó có chày ừ. chung cây này nó còn đẹp khoảng 80 85 trăm thôi chứ không đánh nè cái chỗ này thì nó bị xúc keo xúc miếng keo đây anh em lấy thì em sẽ dán lại nha hoặc anh em về chích một hai giọt keo năm hai vô dán ịn nó. nó xuống là xong thôi chứ không có gì đâu rất là dễ nha mà ừ. cần đẹp lắm cây này còn đẹp khoảng 80 trăm thôi rồi cái này mã số nó 844 nè, nặng 237 g, ngọn 1 ly rưỡi góc 19,8 nha. 844 thì giá 750 rưỡi. 844 giá 700 rưỡi nha anh em. Rồi thì 845 nè. 845 này gần luôn mới đứng anh em luôn mấy đứng cặp nhưng mà khoan của nó khoan inox nè cây này dài mấy tám độ cứng ml ta dài một mét tám độ cứng ml nha anh em cần rất là đẹp mới cây đẹp lắm anh em à dài một mét tám độ cứng ml ta cây này lua tầm khoảng 14 15 gam mới đầu anh em à cây này bán rẻ cho anh em nè à. cây này mã số của nó là tám bốn năm nha nặng của nó 106 g ngọn 1 ly 9 góc 8,7 nè 845 này giá cho anh em 280 thôi em bao ship toàn quốc cho anh em luôn 845 này bán cho anh em 280 000 thôi rồi 846 này mà. 846 cây cần lua nha lua nè cây nào cây cần cần đai qua đai qua nha nè Made in Việt Nam nè dài của nó là 2m67 nè nó 267 nha 96 2 m cây giấy ngọn em cây này nó bị gãy chắc năm cách 4 5 cm nè. 4 5 cm nha anh em thì coi cây này còn khoảng 2 m 2 m 2 m 6 thôi. 2 m 67 trừ 5 đi còn 6, 2 m 62 mà tính 2 m 6 thôi. Cây này nó hơn 2 m 6 nè, dài hơn 2 m 6. Khoan Fuji, Pass Fuji. Chất liệu cần nó carbon nha anh em. cây này rim vậy đây. Cây này hàng đời cao anh em. Nhưng mà bị gãy chút xíu ngọn nói chung anh em nào thích thích mà rẻ rẻ mà nói chung là câu ổn mấy cái này ngon hơn là anh em mua nguyên bản nè nguyên bản nó mắc nhiều lắm cái này luôn của nó 2 đến 14 gam anh em à action của nó là l m l nha action của nó m rồi cái này mã số của nó là 846 nha nặng 125 g ngọn một ly chín góc chín ly giá cái này bốn trăm rưỡi thôi 450.000 thôi cái này nếu mà nguyên nguyên ngọn chưa gãy cái này nó rơi khoảng chắc cũng tám trăm rưỡi chín trăm anh em nó bị gãy 45 cm ngọn thì nó còn khoảng tám bốn trăm rưỡi mức nửa giá trị cây cần rồi anh em à còn anh em mua mới thì nó rất là cao mua mới cái này khoảng chiều rưỡi chiều ba đến chiều rưỡi tùy vào thời điểm hãng nó bán em thời cái cây này thì chắc hãng nó hết sản xuất cây này rồi nó vẫn sản xuất cái mã này nhưng mà nó cái phơm mẫu khác anh em ạ rồi tiếp theo cái này iso khoang nhỏ nè cây này là độ cứng hai sáu m ba nè chất liệu cần nó là carbon bát Fuji, khoang Fuji anh em ạ cây này bao bộ rip nha cây này cần rất là đẹp luôn mới chát à mới cần đẹp ừ. đây thì nó nó xúc keo anh em lấy thì dán lại nha anh em còn có khi hàng em nhiều quá em quên dán anh em thì anh em chỉ cần chích một hai một giọt hai giọt keo keo năm linh hai vô đây anh em rồi anh em để xuống bóp mạnh vô một cái cho nó dính lại là cứng nhắc luôn nè chuyện nhỏ nè Phan fuji nè đẹp chưa viên bộ khoang mới tinh nè ừ. cần đẹp lắm cần đẹp anh em mới chát à cây này còn đẹp khoảng trên trên 90 nha đẹp trên 90 rồi cái này mã số nó là 847 nè nặng 360 gram ngọn 1 ly 1 góc của nó là 24,3 nha 847 này bán cho anh em là 600 ngàn 847 giá 600 một cây cực đẹp can luôn cái này bao ship cho anh em nha. Dài 6,3 cái này dài nữa anh em à. chứ không phải ngắn, cực dài. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là cây này cây qua uh, Mã của nó là 848 nha anh em. Ơ 84 Cây này nó là 847 anh em ạ, à. em nhầm 847 nha. Cái này em phải báo 843, cái này 847 nha. Rồi tới 848 nè cây này là cây cần cần tây chợ máy nè còn bên nhật tôi nó cũng gọi cái này đa thôi anh em nhưng mà giờ việt nam mình thì nó dài gọi chừng tay chợ máy độ cứng hai bốn mét rưỡi anh em mắt in taiwan nè bát nó là bát đai qua anh em cần rất là đẹp nhé hãng đai qua đây cái này zoom hai chế độ anh mà ba mét sáu bốn mét rưỡi nè có zoom cho anh em luôn kéo gạt ờ, có zoom nha cái này có zoom cho anh em nè cần đẹp ừ cái này mới chát luôn á trời có nắp nắp đem bỏ xuống nói chung cần đẹp lắm em mới tin rồi. mới tin ngọn này. ngọn zin nha đó cái này nó là ngọn 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 tháp nha anh em từ đây từ ngọn trắng cho lên là là carbon đặc nha carbon đặc còn từ đây cho xuống nó là carbon rỗng nó nó tháp lại là, là anh em chỗ này nó vẫn nó đi một cái lớp uh, keo là nguyên zin cần nha đây là ngọn tháp nha mà rồi cây này mã số của nó là 848 nha nặng 138 gram ngọn 0,8 ly gốc của nó 17,3 em. 848 giá 1 triệu 848 thì bán anh em 1 triệu nha rồi xong luôn bà nội nó muốn đang bán 1 triệu nó lòi cái dấu nứt anh em anh em thấy không nứt ngang chút xíu nè cây này mà anh em về câu là nếu mà cái nhỏ không sao có lớn cái nó bứt gốc liền luôn á thôi cây này bán rẻ thôi cây này anh em về nói chung là cái này về là bắt buộc anh em phải quắn lại một lớp chỉ ở đây là đi keo lại anh em để cho nó dính dính uh, cố định cái lóng cần lại nè đó thôi cây này bán rẻ cho anh em thôi giá 500 trăm thôi đang bán cái này không biết các này anh em kiểm soát nè bán rẻ nha giá 500 bao xếp luôn nè rồi tám bốn tám năm bao xếp cái này anh em giờ phải cho đi chỉ là đi miếng chỉ đi chỉ là ngay chỗ đó này. rồi đi keo lại rồi tới 849 nè 849 cây này cây cần hay chi nè hay chi nha cây này dài của nó một m tám hai khúc carbon nè khoan Fuji em mà cần đẹp ngọn tháp sợi tí tinh nha ngọn tháp sợi tinh dài mét tám thôi cần cây đẹp nè rồi cây này giá rẻ nè Cây này 849 nặng 138 g ngọn 1 ly 2 góc 10 góc 9,2 nha. Giá này 380 thôi. Cây độ cứng nó tương đương cứng 10 anh em, ngọn mềm nha, ngọn dẻo, cứng 10 thôi. Rồi tới 8 50 anh em, cây này dây trong độ cứng 127 nha. Chất liệu cần carbon. Đó, lòng đá gì dây đây còn rất là ok. Cần khá là ngon anh em chất liệu carbon, bass Fuji. Bass Fuji nha, cần đẹp lắm. Cây này mã số nó 850 nè em Nặng 403 g ngọn 3 ly 3 góc 17,6 nha. 850 giá 500. 850 giá 500. Cây 851 cây luôn mấy ngang mà. Vuzi nè em Khoan Fuji nè, Bát Fuji nè. Cây này hãng IBC đây. ABI Bansol dài mấy 65 nha lực của nó 8 đến 16 lb lưu của nó tầm khoảng chắc cũng bô 6 đến 16 6 đến 18 g thôi cây lưu tầm khoảng 17 18 gam mỗi đầu em mà cần đẹp lắm mới chát à dài cái này một mét 65 lâm nha em dài mét xăm lâm, cán bần chất liệu cần nó carbon anh em à rồi cây này cho anh em mã số nó 851 nha nặng 108 gam ngọn 2 ly 3 góc 7,9 851 giá 480 anh em 851 này bán cho anh em 480 ngàn tới 852 nè mà cây này cây cần ISO khen nhỏ nè hãng Shimano nha cây này Shimano Holiday ISO độ cứng 24 mít rưỡi nhưng mà Made in Singapore nè Made in Singapore nha bát nó Fuji khoan Fuji cây này ngoại hình nói chung có chạy nè nó chạy nó còn cây này còn đẹp khoảng chất cỡ cũng 75 80 trăm thôi chứ không có đẹp xuất sắc đâu ừ. có chạy dăm dăm chút xíu ở đây chày này đây, ở đây chày nè anh em nè nhìn bóng này heo có dấu chày nè đó nói chung là chày thì chày chứ anh em về câu kéo ngon lành nha bán cho anh em nói chung mình tối cái giờ chất lượng anh em à. với lại quay hình thì nó cũng cũng một phần nha một quay hình thì nói chung quay hình đẹp thì giá nó cao nó cao một hai trăm còn ngoại hình nó chày chày một tí thì nó bớt đi năm chục trăm hai trăm cái tùy vào cái ngoại hình đó anh em đó cây này tám năm hai nha nặng 158 g, ngọn một ly tư gốc 16,5, giá cái này là 600 thôi. Cái này nếu mà nó đẹp phải 650 700, nhưng mà giờ nó hơi chạy chạy tí thì bán anh em 600 thôi. 852 600, em bao ship luôn. Cái 853 này ISO khoan nhỏ là độ cứng 2 4 mét rưỡi anh em. Khoan Fuji. Bá Fuji với 6 Cần đẹp lắm, mới chắc à, hãng Nissin anh em. Hãng Nissin cây này nó là hàng nội địa của Nhật anh em ạ. À. Có nắp nè, Khoan nó khoan Fuji nè. Chất liệu cần nó là Carbon nha. Chất liệu cần là Carbon nè. Mới. Cần mới. Ngọn này. Ngọn của nó là 3 khoan 1 alo nha anh em. Ngọn 3 khoan 1 alo. Rồi cái này mã số 583 anh em à. Ờ 8, 853 chứ nhầm. 853 nha nặng 163 g ngọn 1 ly 6 góc 17,4 853 giá 550 anh em 853 này bán cho anh em 550 ngàn em bao ship toàn quốc cho anh em luôn nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì rất là dễ thôi nói chung mua hàng bây giờ thì anh em phải coi cận cả anh em à cái thứ nhất là anh em phải xem kỹ cái cái mô tả của em nha chứ anh em sống xem mô tả của em mà. mà cứ mua đại mua bừa ra tới nơi thì anh em nói nhẹ rồi nói dẻo rồi em không biết trả lời luôn tại cần nó để thông số thì em báo anh em thông số nha đó rồi tới cái tiếp theo là tám năm bốn nè cái này lùa mấy mấy đứng nè cái này lùa mấy đứng nè mã của nó tám năm bốn cái này cái gần Shimano bắt quanh nha anh em Shimano Bad One nè cái này hát mắt in Korea nha anh em dài của nó một mét sáu mươi bốn mét xăm 4 anh em. Lông mét 8 mà mét 74, em nhầm, cái này mét 1,74 nha anh em. luôn của nó 2 đến 10 g, là của nó 4 đến 10 10 là anh em mà Bass này là bass uh, bass này bass Shimano bass nè, anh em vặn nè, vặn ra nè, vặn vô nè. Anh em thấy cái trong đá vô, dồ, đá dòm. Ở đá vô thì nó kẹp chân máy lại anh em. Đó. Vặn ra thì nó sẽ đi ra nè. ok nha anh em. Khoan bugi. Bass nó là Shimano bass thẳng nha chất liệu cần nó là carbon nè cần này rất là đẹp anh em à có túi nha có túi cần rất là đẹp mới chát à cây còn đẹp khoảng 95 phần trăm đẹp 95 phần trăm anh em cây này 854 là nặng 106 gram ngọn 1 đi 6 góc 7 854 này giá cho anh em 650 rưỡi nha 650 ngàn có túi nè rồi tới 855 này cần dây trong anh em à đầu cứng 50 và 2 m thôi cái này dây trong nha sea fighter nè hãng anh ta chất liệu cần nó là carbon anh em à chất liệu cần nó là carbon nha cần rất đẹp cán nó vậy hơi dơ tí anh em về vệ sinh lại cần rất là đẹp anh em mới rồi cây này đã có chày một chút nha rồi cây này mã số của nó là 855 anh em nặng 276 g ngọn 2 ly 7 góc 15 855 này bán cho anh em 350 nha 855 bán cho anh em 350 ngàn nè Em bao ship luôn Rồi anh em nào mua cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha Rồi cảm ơn anh em Hẹn anh em các video kế tiếp nha